Ai rất thích yêu. Tao xem buồn, tao xem khóc. Người ấy là ai? Người ấy là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đấy một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh thương xa. Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Nếu nặng
chục tuổi, em sẽ đắp mồ cho đắng. Cảm ơn em.